Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin hôm nay là những thông tin mới nhất về cơn bão số 13 có tên quốc tế là Vàm Cỏ. 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km hướng về phía trung bộ của nước ta. Khoảng ngày 15 tháng 11 thì bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh cho tới Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Do ảnh hưởng của bão mà vùng biển phía Nam, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét, vùng gần tâm bão từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ đêm nay, vùng biển từ Hà Tĩnh cho tới Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên mức cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Với tốc độ và hướng di chuyển như vậy thì dự báo đến ngày 15, tức là chủ nhật tuần này, thì hoàn lưu của bão số 13 mới tác động tới thời tiết đất liền của nước ta. Vì thế, trong trưa chiều nay, hầu khắp các khu vực trên cả nước, thời tiết đều có xu hướng tốt dần lên. Cụ thể, ở các tỉnh thành Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, trời ít mây, có nắng từ sớm, với mức nhiệt cao nhất trưa nay ở Bắc Bộ sẽ từ 26 cho đến 29 độ. Độ ẩm cho không khí nhiều nơi vẫn xuống dưới 50% nên tình trạng hanh khô tiếp tục duy trì. Tuy nhiên về đêm, hiện tượng phát xạ nhiệt mạnh lại xảy ra, làm cho nền nhiệt đêm nay ở các tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục thấp từ 14 đến 17 độ. Còn ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội là từ 18 cho đến 20 độ, trời lạnh. Nằm ở Đồng Bằng Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội cũng có chung kiểu thời tiết như vậy. Trưa nay trời có nắng ấm áp với nhiệt độ gia tăng và có thể chạm ngưỡng 29-30 độ. Độ ẩm giảm mạnh nên sẽ đem lại cảm giác mệt mỏi nếu phải lưu thông hay làm việc ngoài trời trong các khung giờ từ 11 đến 3 giờ chiều. Bởi vậy, quý vị nên uống nhiều nước, bổ sung vitamin, khoáng chất, tăng thêm rau xanh trong khẩu phần ăn để cơ thể đủ sức đề kháng trước sự chênh lệch nhiệt độ giữa đêm và ngày. Đến với miền Trung, hôm nay cả miền Trung tiếp tục quá trình giảm mưa. Vào lúc này trời có nắng với nền nhiệt ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế ở mức là 26 đến 29 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Đây là thời điểm để quý vị và bà con chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 13 trước khi khu vực lại đón một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ tại đây sẽ gia tăng trở lại. Lúc này, nhiệt độ ở ngưỡng 29-30 độ, trời nắng nên khá thuận lợi cho người dân trong công việc ngoài trời, dọn dẹp nhà cửa, phơi phóng đồ đạc sau những ngày có mưa nhiều vừa qua. Tuy nhiên, kiểu thời tiết tốt như vậy sẽ chỉ duy trì trong hôm nay và kéo dài cho tới sáng mai. Sau đó, khả năng từ chiều tối mai, mưa sẽ lại xuất hiện trở lại trên khu vực. Tuy nhiên, đợt mưa này được nhận định sẽ không nhiều như đợt mưa từ cơn bão số 12 và cũng không quá kéo dài. Thế nhưng bà con cũng không nên chủ quan, lúc nào cũng cần đề cao cảnh giác trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bão số 13 vào miền Trung, trường gió ở các tỉnh thành phía Nam cũng đổi sang hướng Tây Bắc đến Tây và với hướng gió thổi từ lục địa khô và ít ẩm. Vì thế mà cả khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên mưa cũng giảm xuống chỉ còn một vài nơi. Trưa nay trời nắng ráo với nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng 27 cho đến 30 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Dừng chân tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay tiếp tục là một ngày ít mưa, tiết trời tạnh ráo, thuận lợi cho các hoạt động lưu thông và dân sinh của người dân. Nhiệt độ trong hôm nay phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 31 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!